Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Ái Hòn đây các bạn. Thì vừa rồi các bạn đã xem xong một cái đòn nghịch mã cướp. Cái đòn này là cái đòn thương hiệu của võ sĩ Cung Lê, võ sĩ người Mỹ gốc Việt. Thì ngày hôm nay các bạn hãy đồng hành với mình cái clip này. Mình sẽ qua mình hỏi anh Nhất tự xem anh Nhất có biết về cái đòn này và có biết về võ sĩ Cung Lê này hay không. Bạn nhìn thấy cái đòn này là một trong những cái đòn thương hiệu của một trong những cái thần tượng của Nhất, cũng như là chắc chắn ở trong này Nhất cũng biết có nhiều bạn cũng là thần tượng người này, đó chính là Cung Lê. Cung Lê, một trong những võ sĩ người Mỹ gốc Việt. Thì ở những trận đấu thì Cung Lê sử dụng rất nhiều, cũng như là một trong những cái tiệt chiêu của anh để thường kết thúc trận đấu, đó là đòn đạp vào lái này. Ảnh thay kêu bằng là đòn nghịch mã cướp đó. Bay rất là đẹp luôn. Đúng rồi đó. Thì ở cái đòn này á, kỹ thuật đòn này thì đòi hỏi mình phải tập cái kỹ thuật cơ bản ha. Từ những cái phần kỹ thuật cơ bản sau đó thì mình sẽ ghép lại đây, để đánh được một cái đòn như vậy thì đòi hỏi các bạn phải luyện tập, cũng như là các bạn phải hiểu về nó rất là nhiều. Tại những cái khi mình chúng ta xoay lưng á thì cái người địch thủ sẽ rất là dễ tấn công mình. Tại lúc đó mình đã bị cái tầm nhìn của mình với lần địch thủ nó bị hạn chế thì người ta dễ rất là tấn công mình. Cho nên là mình phải đánh tập luyện thật chuẩn để mình mới áp dụng cho mình đánh được. Dạ rồi anh. Rồi thì Nhất sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái phần sử dụng cái đòn đạp vào lái này để mình có thể áp dụng vào đánh trong cái combo gì rồi ha. Đó. Thì ở cái kỹ thuật cơ bản thì đòi hỏi các bạn phải giữ thăng bằng tốt đầu tiên là ở cái bộ tấn thủ của mình ha. Có nhiều người mình thuận phải hoặc là thuận trái, ví dụ như ở đây Nhất thuận bên phải thì Nhất sử dụng cái đòn đạp này là bên chân phải nha. Đó, một thì cái chân trái của chúng ta sẽ bước xéo qua bên phải 45 độ một xíu, hai thì mình xoay hết người luôn, ba thì đây mình tập bấm kéo về ha. Lại là các bạn, một thì mình bước chân xéo qua 45 độ, hai là xoay hết người, ba là con cái đầu gối nhanh lắm, làm rồi dễ thực hiện nhanh nha. Thì cái đòn này là mình em nghĩ là khi mà mình chiến đấu mình dùng cái đòn này nó sẽ gây một yếu tố bất ngờ cho đối thủ của anh. Những cái đòn xoay lưng lúc nào là cái lực của nó gấp 2, gấp 3 lần cái đòn đánh bình thường trước mặt đó. Cho nên là nó gây những cái yếu tố bất ngờ, cũng như là dễ có thể mình có thể knock out được địch thủ luôn. Khi mà nhắc tới đòn này thì võ sĩ mà sử dụng thành công nhất thì em nghĩ chỉ có Cung Lê thôi. Đúng rồi. Anh đó sử dụng, võ sĩ này sử dụng cái đòn này rất là hiệu quả luôn. Đạp trúng một phát là thủ văng, cũng như là bị knock out trúng cái phần lá gan lá lách hai bên này nè đó. Thì rất là dễ bị tổn thương cái phần nội tạng các bạn. Thường là nó sẽ trúng bằng nguyên cái bàn chân, nhưng mà điểm nhấn của nó vẫn là cái gót mà khi mà vô đây á thì sẽ dính ở đây rồi, độ xoay như vậy dính ở đó luôn. Chắc cái thằng địch thủ dán kêu 502 ở đây. Ví dụ 1, 2, 3 đạp vô. Thì cái đòn này hồi trước là như trong võ cổ truyền của Việt Nam mình cũng có phải không anh? Đúng rồi. Nhưng mà do võ sĩ Cung Lê sử dụng quá thành công cho nên là khi mà nhắc tới đòn này phải nhắc tới võ sĩ Cung Lê, võ sĩ người Mỹ gốc Việt các bạn. Cho nên là ở cái đòn này các bạn khi mà thi đấu á thì mình sẽ sử dụng, khi mình thi đấu mình sử dụng là mình phải đánh lạc hướng địch thủ. Đánh lạc hướng á bằng cách là hai cái tay của mình nè các bạn. Không phải mình xoay gì cái người ta biết liền. Hai cái tay của mình là lúc nào nhá ở trên nè. Đó, để cho người ta tập trung ở trên. Khi người ta đang tập trung ở trên thì mình xoay. Phần như là bớt, nào
đá cao thì nó lên chấn thủy, nín thở. Xẹp qua đây thì vô gan, vô lách đồ. Đó, thì nó rất là dễ bị tổn thương cái phần vùng nội tạng trong cơ thể mình, thì gây ngút hơi, nín thở. Sau khi mà dính cái đòn đó xong, người ta sẽ rước thêm mấy đòn nữa, thì nó rất là dễ bị knock out. Thì sẵn đây cho em hỏi anh có hay coi cung lê đánh không? Có. Võ sĩ cung lê mình cũng hay coi các bạn. Đánh nhiều đòn rất là đẹp. Hình như là anh cung lê là anh tập, hình như là trước đó là anh tập tán thủ của ủ su gì đó. Gốc là tán thủ, gốc là tán thủ. Anh có mấy cái đòn cắt kéo rất tốt. Đó. Với là cái đòn ôm vật ra sau nè, bóc vật rất là tốt. Sau đó thì cung lê qua quýnh MMA cũng như là UFC ở bên Mỹ. Đó. Bây giờ thì cung lê đã giải nghệ rồi, bây giờ trở thành huấn luyện viên cũng như là đang có một huấn luyện cho cái người con lớn của anh đó, để có thể thấy mấy bữa nay cũng huấn luyện dữ dằn lắm, không biết là khi nào trình làng đây. Mong là sẽ có cung lê con nữa. Hy vọng cái đòn đạp sâu nghịch má cước vừa rồi của gia sĩ cung lê hay sử dụng sẽ đem lại gì đó bổ ích cho các bạn. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe trong mùa dịch Covid này, và đừng quên cho anh nhất một like và nhấn luôn là đăng ký kênh ở dưới đồng hồ này nhé. Hẹn gặp lại mọi người clip tiếp. Bye bye.